chúng ta lại quay lại với chủ đề xe điện. Và ngay trước mặt các bạn sẽ là 3 mẫu xe điện đến từ thương hiệu Hồng Kỳ EHS9. Vậy tại làm sao tôi lại phải quay lại làm cái mẫu xe điện này? Bởi vì trước đây thì chỉ có đúng một phiên bản 4 chỗ ngay bên cạnh tôi đây. Nhưng bây giờ thì cái lineup sản phẩm của EHS9 đã được đầy đủ tại thị trường Việt Nam, bao gồm phiên bản 4 chỗ, phiên bản 6 chỗ và phiên bản 7 chỗ. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu xem 3 phiên bản này nó có sự khác biệt như thế nào, cũng như giá bán của nó ra sao. Thêm một chút nữa chúng ta sẽ phân tích xem ai sẽ phù hợp với phiên bản nào trong thời gian tới. Ở mẫu xe EHS9 này thì tôi đã làm khá là kỹ. Còn bây giờ trong cái video này tôi chỉ ra những cái điểm khác biệt của 3 cái phiên bản này mà thôi. Điều khác biệt đầu tiên ở cả 3 phiên bản này đó chính là phiên bản 4 chỗ thì là phiên bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Còn 2 phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ thì là phiên bản xuất khẩu. Cả 2 phiên bản này đều là dành cho thị trường châu Âu. Ở phiên bản 4 chỗ khác biệt với phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ, đầu tiên chúng ta có thể nhận biết được ngay ở phần lốp xe. Ở phần lốp xe thì phiên bản 4 chỗ được trang bị một cái la răng lớn đến 22 inch và cỡ lốp là 275/40. Và cái lốp này cũng là cái lốp mà đến từ hãng Atlas của Thái Lan, được chế tạo riêng cho Hồng Kỳ EHS9. Còn ở phiên bản 7 chỗ và 6 chỗ thì lại sử dụng một cái lốp khác, là lốp đến từ Michelin. Dòng lốp là Pilot Sport 4 SUV. Cái la răng của bản 6 chỗ và bản 7 chỗ nó cũng có một chút khác biệt, đó nó chỉ có độ rộng là 21 inch, đi kèm với bộ lốp là 265/45. Điểm khác biệt thứ hai nữa đó chính là cổng sạc. Cổng sạc của phiên bản 4 chỗ nó được tích hợp hai cổng, một cổng phía trước đầu xe là cổng AC và một cổng nữa là cổng sạc DC, nó sẽ được đặt ở vị trí bên hông phải phía sau. Còn ở phiên bản 7 chỗ và 6 chỗ thì tất cả tích hợp bằng cái cổng sạc AC và DC trên cùng một vị trí. Một điểm khác biệt nữa ở phần ngoại thất đó chính là ở phía sau xe. Ở phiên bản nội địa của Trung Quốc thì chúng ta có nhìn thấy cái logo Hồng Kỳ bằng tiếng Trung được dán ở phía sau. Và thêm đó là phiên bản 4 chỗ được tích hợp một camera với chiếc gương chiếu hậu điện tử. Còn ở phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy logo Hồng Kỳ bằng chữ Latin và không có sự xuất hiện của chữ Hồng Kỳ bằng tiếng Trung Quốc nữa. Cũng không có sự xuất hiện của camera gương chiếu hậu điện tử nữa. Ở phiên bản 4 chỗ thì tôi đã giới thiệu khá là chi tiết. Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy xem phiên bản 6 chỗ nó có những cái gì. Đầu tiên, ở phiên bản 6 chỗ chúng ta vẫn có đầy đủ 3 màn hình như ở phiên bản 4 chỗ. Tiếp theo là các bạn có thể thấy rõ ràng đây là một phiên bản quốc tế, khi mà chúng ta không có sự hiện diện của bất kỳ một cái chữ tiếng Trung Quốc nào cả, mà nó đã chuyển sang là tiếng Anh thuần khiết. Câu ra lệnh cho chiếc Hồng Kỳ này đều là sử dụng tiếng Anh hoặc là tiếng Na Uy, chứ không có một chút nào là của tiếng Trung nữa. Điều khác biệt tiếp theo đó chính là ở bộ ghế nội thất. Ở bộ ghế nội thất thì phía trên này các bạn có thể thấy rằng nó được pha hai tông màu. Nếu cho tôi đánh giá thì tôi đánh giá cái bộ ghế này của phiên bản 6 chỗ còn đẹp hơn phiên bản 4 chỗ cơ. Mặc dù ở phiên bản 4 chỗ ấy thì cái vật liệu da, tôi cảm nhận cái vật liệu da nó cao cấp hơn. Tuy nhiên thì nó lại trang bị một cái màu nội thất trắng. Trên đây cũng là một trong những cái yếu tố mà rất là khó giữ gìn sau một cái thời gian sử dụng, mà cần phải chăm sóc nó nhiều hơn. Nhưng ở phiên bản 6 chỗ này thì cái da này nó vẫn đẹp, nó vẫn rất đẹp. Nó lại là màu ghi xám kết hợp với cái đệm cổ này là màu trắng như phiên bản 4 chỗ, khiến cho cái xe trông nó vừa sang trọng mà vẫn giữ được cái sự gọi là sạch sau một thời gian sử dụng. Hàng ghế trước của EHS9 được trang bị cả thông gió này, sưởi này và massage, cũng như là được nhớ 3 vị trí ghế. Một điều khác biệt nữa trong phiên bản 6 chỗ so với phiên bản 4 chỗ đó chính là hệ thống âm thanh. Hệ thống âm thanh ở trên phiên bản 4 chỗ là được tích hợp đến 16 loa. Nhưng mà ở trên phiên bản 6 chỗ này nó chỉ tích hợp
có 12 loa mà thôi. Đương nhiên chất lượng âm thanh thì nó có một chút gì đó khác biệt. Sự khác biệt giữa phiên bản 6 chỗ với phiên bản 4 chỗ chính là ở hàng ghế thứ hai. Thay vì là hai ghế chủ tịch được tích hợp cả massage này, thổi gió này, quạt mát này và điện, thì ở phiên bản 6 chỗ, hàng thứ hai nó chỉ được chỉnh điện, không có massage cũng không có thông gió. Các bạn có thể ngả đến một cái mức ngả lớn nhất là như này. Tôi nghĩ rằng nó hơi đáng tiếc một chút so với một chiếc xe mà tôi vừa được trải nghiệm, đó là chiếc Kia Carnival. Thì cái ngả của Carnival nó ngả hơn chút nữa. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái giải pháp khá là phù hợp với một chiếc xe cỡ lớn như EH9. Bởi khi mà được tích hợp một cái hàng ghế thứ ba thì cái sự thực dụng, hữu dụng nó sẽ được tăng lên rất là nhiều. Hàng ghế thứ 3 của EH9 được chỉnh hoàn toàn bằng điện. Đó. Tuy nhiên, đây là một trong cái hạn chế của EH9. Đó chính là EH9 có một cái tấm chắn cốp. Tuy nhiên nếu các bạn không sử dụng hàng ghế thứ 3 thì chắn cốp này nó sẽ được lắp vào trong xe và kéo ra đây để làm gì? Để che chắn tất cả những cái phần ở phía dưới. Nhưng mà nếu các bạn mà sử dụng hàng ghế thứ 3 thì chưa biết cái tấm chắn cốt này sẽ để đi đâu, chắc là phải chủ động để ở nhà trước. Đây cũng là một trong cái hạn chế, tôi cho là như vậy. Bởi với một chiếc xe như là Beijing X7 của tôi thì cái tấm chắn cốt này nó hoàn toàn được cất ở trong cốp xe được. Một trong những cái hay của EH9 là các bạn có thể gập được cái hàng ghế thứ 3 phẳng. Ok, đây mới là cái thứ mà tôi muốn nói với các bạn, là khi các bạn cần phải chuyển một cái vật nặng lên xe thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cho cái sàn xe này nó thấp xuống. Đây nữa, một trong những cái nữa mà khiến các bạn sẽ thích những cái chơi môn thể thao như golf thì đây cũng là một trong những thứ mà các bạn đáng lưu tâm, rằng EHS9 có thể để vừa. Đây là bộ túi golf cỡ lớn, cỡ đại. Và EHS9 khi gập hàng ghế thứ 3 vào thì có thể để được 4 bộ gốp mà không cần phải chồng lên nhau. Như vậy thì nếu các bạn là một nhóm bạn bè thích chơi gốp thì mua phiên bản 6 chỗ thì 4 vị trí lái và 3, 1 vị trí lái và 4, 3 vị trí khách ở phía trên cùng với cả 4 bộ gốp. Đây là các bạn trở thành một team đi đánh gốp cực kỳ happy. Ở phiên bản 7 chỗ thì có một vài sự khác biệt như sau. Một là không có sự hiện diện của cái màn hình thứ 3 ở đây, ở bên phía phụ. Thứ hai nữa là không có, cũng như phiên bản 6 chỗ là phiên bản 7 chỗ không có màn cái gương chiếu hậu điện tử như phiên bản 4 chỗ. Thứ ba nữa đó chính là hệ thống âm thanh của phiên bản 7 chỗ chỉ được trang bị 6 loa chứ không phải là 12 loa như phiên bản 6 chỗ hay là 16 loa như phiên bản 4 chỗ. Tiếp theo đó chính là sự khác biệt rõ rệt nhất đến từ bộ ghế. Ghế của phiên bản 7 chỗ thì nó được pha trộn giữa da bò ở phần gối đầu, tựa lưng. Phần dưới này là sử dụng da là Antara, hay chúng ta hay gọi là da lộn đấy. Khác biệt nữa đó chính là ghế của phiên bản 7 chỗ chỉ được trang bị có sưởi và nhớ 3 vị trí ghế, không có trang bị thông gió cũng như là massage. Sự khác biệt lớn nhất của phiên bản 7 chỗ so với phiên bản 6 chỗ và phiên bản 4 chỗ đó chính là cái khoang nội thất. Khoang nội thất của phiên bản 7 chỗ thì là một màu đen, một màu thôi, tông đen chứ nó không hai tông màu như cái phiên bản 6 chỗ. Cũng không có sự hiện diện của cái màn hình giải trí phía sau của hàng ghế 2, cũng không có luôn. Ở phiên bản này thì hàng ghế thứ 2 không được chỉnh điện mà chỉnh cơ thôi. Để tối ưu được cái không gian thì cái phiên bản này được gập ghế 46 và có thể di chuyển được như thế này. Đó. Nếu mà tôi đẩy hết cái hàng ghế thứ 2 lên phía trên thì nó vẫn còn rất rộng. Bởi vì sao? Đây là một không gian của một chiếc SUV full size dài đến 5m2. Vẫn rất thoải mái đúng không ạ?
Đây có thể cho các bạn ngả. Đây này, đây là cái ngả là dựng nhất này. Các bạn muốn ngả hơn, kéo. Và đây là ngả. Tôi làm lại gần với các bạn nhé. Đây, đây là này, tôi dựa thẳng hết, vẫn còn gần này không gian. Nhưng mà tôi muốn đi xa một chút, tôi kéo cái này lên và ngả. Nếu mà với độ ngả này thì thực sự là rất là thoải mái. Bây giờ tôi sẽ thử vào hàng ghế thứ 3 phiên bản 7 chỗ của EHS9 xem nó có thoải mái và thuận tiện không. Các bạn kéo lên cái này. Ok, bước vào. Ây da. Sau khi mà ngồi vào hàng ghế thứ 3 thì tôi cảm nhận là gì? Đầu tiên là hàng ghế thứ 3 vẫn được trang bị cửa gió điều hòa. Nó có thể thổi được cả ngang mặt tôi và có một cái chế độ thổi từ chân lên nữa. Khá là thoải mái. Ở đây cũng có một cái hộc để đồ cũng như là kết hợp cổng USB. Vậy thì nếu mà nói đây cũng có thể là một vị trí ngồi đi được ở những chặng đường xa luôn, chứ không phải là chỉ là một cái ghế ngồi tạm thời cho những quãng đi gần. Sự khác biệt cuối cùng của phiên bản EHS9 7 chỗ so với phiên bản 6 chỗ và phiên bản 4 chỗ đó chính là hệ thống treo. Hệ thống treo của phiên bản 7 chỗ chỉ được treo cơ khí, chứ không phải là treo hơi như là 6 chỗ và 4 chỗ. Và đương nhiên rồi, với hệ thống treo cơ khí thì các bạn không thể nào lựa chọn được cái nâng hạ gầm trên chiếc EHS9 phiên bản 7 chỗ. Vừa rồi chúng ta vừa xem thông tin chi tiết của 3 phiên bản 4 chỗ, 6 chỗ và 7 chỗ của Hồng Kỳ EHS9. Với mức giá lăn bánh của phiên bản 4 chỗ là 3.7 tỷ, 6 chỗ là 3.3 tỷ và 7 chỗ là 3 tỷ. Vậy mẫu xe nào sẽ khiến các bạn cảm thấy đây là một mẫu xe đáng lựa chọn nhất? Tôi đang ngồi trên mẫu xe 4 chỗ. Với những cái cấu hình cao cấp nhất thì rõ ràng mẫu xe 4 chỗ là một trong những lựa chọn hàng đầu của những ông chủ mà họ coi chiếc xe này là một chiếc xe riêng của họ. Tôi đã từng hỏi một khách hàng mua Hồng Kỳ phiên bản 4 chỗ này thì họ nói rằng với chỉ chênh nhau 350 triệu thì phiên bản 4 chỗ nó được trang bị cao cấp hơn hẳn phiên bản 6 chỗ. Vậy thì chẳng tội gì họ không mua phiên bản 4 chỗ cả. Tuy nhiên, xét về tính thực dụng thì tôi cho rằng thế này: phiên bản 6 chỗ nó sẽ khá phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam hơn. Ở phiên bản 4 chỗ này, ghế nó là ghế chủ tịch, to, size nó cũng to hơn, trang bị chức năng nó cũng đầy đủ hơn. Nhưng chính vì vậy mà cái không gian ở phía cốp sau nó cũng bị thu nhỏ lại. Và nếu các bạn là một tín đồ của chơi golf mà các bạn rủ nhau đi chơi thì chắc chắn cái cốp của phiên bản 4 chỗ nó sẽ không đủ cho các bạn đâu. Cái cốp này nó chỉ đặt được một bộ gậy golf chéo mà thôi. Còn phiên bản 6 chỗ nếu các bạn muốn đi chơi golf thì các bạn gặp hàng ghế thứ 3 lại, thì cái không gian của hàng ghế thứ 3 các bạn có thể để vừa 4 cái bộ gậy golf cỡ lớn, và ở phía trên hàng thứ nhất và hàng thứ hai vẫn có không gian đủ cho 4 người. Còn phiên bản 7 chỗ thì sao? Với một ai đó thích vận hành của xe điện, thích một cái không gian rộng lớn của một chiếc SUV cỡ lớn với một mức giá hợp lý nữa thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản 7 chỗ. Khi các bạn sử dụng nhiều nhất cái không gian ở hàng thứ hai, một cái băng ghế liền nó sẽ khiến cho các bạn có nhiều cái không gian hơn, hoặc là các bạn có thể sử dụng chiếc EHS9 như là một chiếc xe cho toàn gia đình với 7 chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái. Ở cái kỷ nguyên xe điện đang bùng nổ trên phạm vi toàn cầu thì Hồng Kỳ EHS9 là một chiếc xe SUV thuần điện cỡ lớn, là một trong những cái niềm mơ ước của rất nhiều người. Với một bộ pin có dung lượng lớn, một công suất cũng lớn và một cái range khá là dài 500 km trên một lần sạc thì EHS9 nó sẽ không có quá nhiều trở ngại về hạ tầng sạc, chạm sạc ở tại thị trường Việt Nam. Với những người đã từng sở hữu chiếc xe điện EHS9 thì họ nói rằng mỗi một chiếc HS9 thì sẽ được tích hợp cho một bộ sạc chậm
sạc theo xe ở đằng sau. Tuy nhiên thì nhà phân phối Hồng Kỳ Việt Nam đã tặng thêm một bộ sạc công suất đến 22 kW cho những người mua ES9. Tuy nhiên thì có một điều lạ, đó chính là những người mua ES9 họ thường mua thêm khoảng từ 1 đến 2 bộ sạc nữa để họ có thể lắp thêm ở cơ quan hoặc là ở một cái nơi mà họ thường hay lui tới. Vậy thì với một cái mức lắp đặt một bộ sạc đấy không quá lớn thì họ hoàn toàn sử dụng chiếc ES9 hàng ngày một cách thoải mái và thuận tiện. 70-80% người sử dụng xe điện trên thế giới là họ sẽ tự sạc ở tại nhà chứ không cần đến cái hạ tầng chạm sạc. Họ chỉ cần cái hạ tầng chạm sạc đó khi mà họ đi xa mà cái quãng đường đi đấy nó vượt qua cái range của xe mà thôi. Vậy ý kiến của bạn như thế nào về chiếc Hồng Kỳ ES9? Bạn thích hay không thích? Xin vui lòng để lại cái bình luận ở phía dưới, chúng ta cùng nhau trao đổi. Và biết đâu được bạn cũng thích Hồng Kỳ ES9 như tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của WhatCarVN. Xin chào.